Hôm nay là ngày mà những người dân đến cách ly là hết cái thời hạn, hết cái thời gian cách ly, họ chuẩn bị về quê hương. Đấy. Chuẩn bị rời khỏi đơn vị bà làm cách ly. Mọi công tác chuẩn bị thì vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Đấy kia là anh em bộ đội chiến sĩ đang dọn dẹp sân bãi. Phía dưới kia là những người được cách ly. Bây giờ họ đang rất là phấn khởi vì ai cũng khỏe mạnh. Những người cách ly họ đã tập trung rất là đông ở dưới này, khu vực dưới sân, trên hành lang của tòa nhà tầng 2, tầng 3, rất là đông đúc. Đồ đạc đã vận chuyển trước ra một số chiếc xe ô tô, và đã có một số chiếc xe đang di chuyển vào trong doanh trại. Đấy. Họ cũng đang chụp ảnh lưu niệm này. Đang chụp ảnh kỷ niệm. Đây là đang chuẩn bị về đấy. Công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Rất là đông vui, nhộn nhịp. Nhìn người nào cũng khỏe mạnh. Họ đang di chuyển đồ ra xe. Đây. Họ đang di di chuyển đồ xuống dưới xe ô tô.
sau đó họ sẽ tập trung ở số những hàng ghế kia. Ngoài cổng doanh trại quân đội đã xuất hiện các chú cảnh sát giao thông đứng để bảo đảm an ninh cũng như là bảo đảm giao thông. Đây. Đấy, họ phối hợp với cùng với đơn vị quân đội để bảo đảm giao thông. Ở phía trên kia thì những người được cách ly cũng đang di chuyển dần xuống một số. Số lượng người đến cách ly lần này khoảng hơn 100 người. Đấy, chúc cho họ là về nhà là mạnh khỏe, bình an và may mắn.